chân dung Cao Thanh Hảo, vợ nghệ sĩ Quang Thắng. Vợ nghệ sĩ Quang Thắng tên là Cao Thanh Hảo, sinh năm 1979. Sau khi tốt nghiệp khoa sử, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cô về công tác tại Thư viện Hải Phòng. Năm 2002, Thanh Hảo và Quang Thắng kết hôn. Họ đã có với nhau 3 người con, gồm 2 cô con gái lớn và 1 cậu con trai út. Con gái lớn tên là Đặng Cao Thanh Huyền, con gái thứ hai là Đặng Cao Huyền Nhi và cậu con trai út là Đặng Cao Quang Minh. Quang Thắng có sở thích là chơi chim cảnh và sưu tầm rượu và nuôi chó cảnh. Hiện nay, cả gia đình Quang Thắng đang sống tại nhà riêng nằm trên phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng, gần trụ sở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nghệ sĩ Quang Thắng, tên đầy đủ là Đặng Quang Thắng, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1968 tại Hải Phòng. Sau khi học xong cấp 3, Quang Thắng đăng ký dự thi vào trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng. Sau khi trúng tuyển và theo học, năm 1989, ông tốt nghiệp và ra trường. Vì cuộc sống nghèo khổ đeo bám, nên ngoài diễn xuất, Quang Thắng phải làm thêm nhiều nghề phụ để trang trải cuộc sống. Ban đầu, ông đi làm thuê cho gia đình một cô chú trong đoàn kịch Hải Phòng. Ngày đưa hàng từ Hải Phòng lên chợ Đồng Xuân, tối lại bắt tàu xe ngược trở về đi diễn. Rồi việc đưa hàng thưa dần, Quang Thắng phải đi làm phụ xe, rồi kiêm làm bốc vác cho chủ xe. Năm 1999, ông lên Hà Nội học lớp đạo diễn của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Mặc dù hoạt động diễn xuất chủ yếu ở thành phố Hà Nội, nhưng suốt một thời gian dài, Quang Thắng vẫn là diễn viên thuộc biên chế của đoàn kịch nói Hải Phòng. Tháng 8 năm 2019, Quang Thắng chuyển công tác lên nhà hát kịch Hà Nội sau khi được cho phép của các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng. Cuối năm 2015, Quang Thắng đã được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú